Chào mừng quý khách đã đến với Yêu Hàng Ngoài Store. Vitamin B luôn đóng vai trò quan trọng trong cơ thể. Thiếu hụt vitamin B có thể gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, ê oải, giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, da tóc yếu, dễ gãy rụng, hệ miễn dịch suy giảm. Anh chị mong muốn lấy lại năng lượng, duy trì sức khỏe thì có thể bổ sung thêm vitamin tổng hợp B complex 500 viên của Mỹ, bí quyết cho cuộc sống khỏe mạnh, năng động, giúp hỗ trợ duy trì sức khỏe hệ thần kinh, giúp hệ thần kinh khỏe mạnh. B complex gồm B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 và biotin. Folic hỗ trợ chuyển hóa năng lượng và dinh dưỡng cho cơ thể, giúp giảm stress trong sinh hoạt hàng ngày. Các nguồn thức ăn tự nhiên bổ sung vitamin B gồm gà tây, cá ngừ và gan, cũng như trứng, sữa, đậu phộng. Mỗi ngày nên uống một viên vào buổi sáng sau ăn để cảm nhận hiệu quả hơn. Quý khách hãy đến Yêu Hàng Ngoại để được tư vấn miễn phí về dòng sản phẩm hơn nhé. Shop xin cam kết hàng 100% từ Mỹ và được đổi trả hàng trong vòng 14 ngày nếu phát hiện đây là hàng giả. Cảm ơn quý khách đã xem hết video ạ.